Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 65 luyện tập chung trang 76. Luyện tập bài số 1 tính nhẩm 30.000 ta cộng với lại là 6.000 là bằng 36.000 được không? Này là chúng ta sẽ cộng là chúng ta sẽ được là 36.000 này. 36.000 mà ta trừ cho 20.000. À. Như vậy là còn lại là 16.000. Bài này 18.000 mà ta trừ cho 9.000. Như vậy còn lại là 9.000. 9.000 mà ta cộng với lại là 40.000. Như vậy là bằng là 49.000. Bài này thì chúng ta phải thực hiện trong cái ngoặc trước nè, cái ngoặc 40.000 ta cộng với lại là 40.000 ta cộng với 10.000 là bằng là 50.000. 80.000 ta trừ nha 50.000 vậy còn lại là 30.000. Cái này chúng ta cũng làm trong cái ngoặc trước. 30.000 ta trừ 60.000 ta trừ cho 30.000 như vậy trong này còn lại là 30.000. 70.000 mà ta trừ 30.000 thì còn là 40.000. Nó qua bài tiếp theo là bài số 2. Đúng thì ghi D mà sai thì ghi S. Cái này đặt sai. Cái này cái hàng đơn vị nó phải qua đây. Đặt như đặt sai rồi. Rồi bài này thì sao đây? Đặt thì đúng nhưng mà chúng ta xem ở trừ có đúng hay không. 8 ta trừ cho 3 là bằng 5. 5 ta trừ cho 7 người ta lấy 15, 15 ta trừ 7 còn 8, 8 ta trả 1. 4 còn 1 là bằng 5, 9 trừ 5 bằng 4. 2 6, cái này đúng. Bài này. 5 ta trừ cho 9, 5 được ta lấy 15 ta trừ 9 còn 6, 6 ta trả 1. 6 ta trừ cho 2 bằng 4, 4 ta trừ 1 còn 3. Như vậy chỗ này cũng số 3 mà đây là số 4 là sai. 6 còn 5 bằng 11, viết 1 ta nhớ 1. 7 còn 1 bằng 8. 3 ta cộng 2 là bằng 5. 5 còn 8 bằng 13, viết 3 ta nhớ 1. 4, 3, 7, 1, 8. Như vậy này đúng. Bài số 3 đặt tính đầu tính 8.563 ta cộng cho 7.284 3 bằng 4 bằng 7 6 bằng 8 bằng 14 viết 4 là như 1 527 18 87 15 32.679 trừ cho 946 9 trừ 6 là bằng 3, 7 trừ cho 4 là bằng 3, 6 trừ 9 không được ta lấy 16 trừ 9 là bằng 7, trả 1 1 3. Bốn mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi tám ta trừ cho chín nghìn hai cộng với cái này cộng chứ 9.235 8 cộng 5 bằng 13 viết 3 đây nhớ 1 3 8 9 9 11 5. Rồi còn bài này. Bài này thì chúng ta làm ở đây. Này là 83.627 ta trừ cho 76.253. 7 trừ 3 là chúng ta sẽ được là 4. 2 trừ cho 5 không được ta lấy 12, 12 trừ 5 bằng 7, 7 ta trả 1.
213, 6 trừ 3 bằng 3. 3 trừ 6 được, ta lấy 13 trừ 6 bằng 7, 7 là trả 1. 7 1 8, 8, 8 trừ 8 bằng 0 thì khỏi cần ghi. Nó qua bài tiếp theo là bài số 4. Một cửa hàng có 16.500 lít xăng. Cửa hàng đã nhập thêm về là 9.000 lít xăng. Hỏi sau đó khi bán đi là 17.350 lít xăng, cửa hàng đó còn lại là bao nhiêu lít xăng? Như vậy thì chúng ta xem lại cái đề này. Bây giờ cửa hàng là có là 16.500 lít xăng. Cửa hàng nhập thay về 9.000, như vậy chúng ta sẽ cộng 9.000 này vào. Rồi sau đó thì cửa hàng bán đi số bao nhiêu, như vậy ta lấy cái tổng này chúng ta sẽ trừ như thế này. Thì ra số lít xăng cửa hàng còn lại. Rồi như vậy chúng ta sẽ có là hai cái lời giải. Lời giải thứ nhất thì chúng ta sẽ có là số lít xăng trong kho có tất cả là số lít xăng cửa hàng có tất cả là bản thân ký cửa hàng là chúng ta sẽ có là 16.500 này, ta cộng với lại là 9.000 là nhập vào nè, bằng 96.15 25500 lít. Rồi sau đó chúng ta lấy này chúng ta sẽ trừ cho cái bán ra. Rồi. Số lít xăng còn lại là 25500 trừ cho 17.350 bằng, còn lại là 8.150 lít. Đáp số 8.150 lít xăng. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Tính giá trị của biểu thức. Trong này có dấu cộng và dấu trừ thì chúng ta phải làm bên tay trái qua bên tay phải. Rồi. Như vậy cái này chúng ta sẽ cộng hai này lại, sau đó chúng ta trừ cho cái này. Rồi, bằng. Rồi, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy là 8.000 nè, 647. Ta cộng với lại là 6.500. Rồi. Bằng là 15.147. Rồi sau đó chúng ta sẽ trừ cho 13.217 bằng, trừ cái này chúng ta ghi lại cái đã, 13.217 vậy là bằng là 1.930. Rồi bài này thì chúng ta phải làm trong cái ngoặc trước, làm trong ngoặc trước. Như vậy cái này chúng ta sẽ ghi lại là 15.654. Ta trừ cho lấy cái 7.460 này, ta cộng với lại là 2.140. Chúng ta cộng lại thì chúng ta sẽ được 9.600. Rồi ta lấy 15.654, ta trừ cho con số 9.600 này thì chúng ta sẽ được là 6.054. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.